Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Nhiều fan của Ngô Dược Phàm bàn cách giải cứu nam ca sĩ khi anh bị giam vì tình nghi hiếp dâm. Theo trang Sohu, thì từ khi cảnh sát thông báo giam hình sự Ngô Dược Phàm hôm 31 tháng 7, thì mạng xã hội rộ các hội nhóm như là giải cứu Ngô Dược Phàm thu hút hàng trăm tới hàng nghìn người tham gia. Một số nhóm còn thu phí để gây quỹ cứu Dược Phàm, các fan lên kế hoạch giúp nam ca sĩ được ra tù, tìm cách bào chữa cho anh. Không ít người kêu gọi biểu tình quy mô lớn chưa từng có trên mạng xã hội nhằm đòi thả Ngô Dược Phàm để anh trở lại hoạt động showbiz. Những ngày qua thì hàng loạt người trên Weibo còn báo cáo vi phạm với tài khoản của cảnh sát quận Triều Dương Bắc Kinh vì họ công bố bắt ca sĩ. Các fan kêu gọi đoàn kết để vực dậy thần tượng. Một người viết, tôi tin anh ấy trong sạch, anh ấy đang cần ủng hộ, chúng ta cần đoàn kết làm hậu phương vững chắc nhất cho anh ấy. Một số fan nữ còn cho biết tới đồn cảnh sát hỏi tin tức về ca sĩ nhưng không được vào trong. Những người không ở Bắc Kinh muốn tới đây tham gia giải cứu Dược Phàm song cho biết chưa thể đi vì dịch bệnh bùng phát. Hồi đầu tháng thì một fan nam của Ngô Dược Phàm còn gây xôn xao dư luận khi đi quanh trạm tàu điện ngầm ở Quảng Châu kêu gào đòi trả tự do cho Ngô Dược Phàm. Những hành vi đòi giải cứu Ngô Dược Phàm vấp phải chỉ trích từ nhiều khán giả, phần lớn ý kiến cho rằng một bộ phận fan mù quáng bất chấp pháp luật. Sau khi ca sĩ bị bắt, Weibo xóa sổ tài khoản của anh cùng tất cả fanpage liên quan. Bên cạnh siết chặt quản lý nghệ sĩ vướng scandal, gần đây thì giới chức còn tăng biện pháp xử lý nạn fan cuồng, tránh tình trạng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian cho thần tượng, chi nhiều tiền quảng bá cho thần tượng. Ngô Dược Phàm bị giam sau khi sinh viên Đỗ Mỹ Trúc, từng là người tình của ca sĩ, tố cáo anh chuyên dụ dỗ phụ nữ lên giường, gây mê, sau đó thì cưỡng hiếp các cô gái, trong đó có người vị thành niên. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.